Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2023, có tên quốc tế là Talim. Đây là cơn bão đầu tiên trong năm nay, có cường độ mạnh và dự kiến đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương, chủ động ứng phó bão số 1. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa quản lý chặt chẽ các phương tiện tàu thuyền ra khơi, kiểm tra, hướng dẫn tàu thuyền tại nơi neo đậu, tùy theo diễn biến thực tế của bão tại địa phương để chủ động tổ chức cấm biển, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, khách du lịch lưu trú trong thời gian bão đổ bộ và trên các đảo. Vùng đồng bằng và ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, chủ động sơ tán dân tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ cao ngập sâu do mưa lớn, nước biển dâng. Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, đê cửa sông, nhất là các vị trí sung yếu hoặc đang thi công. Đồng thời rà soát, sẵn sàng tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp. Các bộ ngành địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Sau tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hóa đạt trên 20.000 tỷ đồng, bằng 58% dự toán, giảm 25% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu dù đạt tiến độ khá tốt nhưng đều có xu hướng giảm. Điều này đã phản ánh khá rõ những khó khăn của khu vực sản xuất kinh doanh và cả nền kinh tế. 6 tháng năm 2023, thu nội địa do ngành thuế Thanh Hóa thực hiện đạt trên 12.000 tỷ đồng, bằng 55,5% dự toán, giảm trên 31% so với cùng kỳ. Thu ngân sách giảm mạnh chủ yếu do thu tiền sử dụng đất chỉ bằng 42,7% cùng kỳ. Việc triển khai đấu giá quyền sử dụng đất khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ sụt giảm, chi phí vốn tăng cao. Các chính sách giảm gia hạn tiền thuế, phí, tiền thuê đất làm giảm hơn 1.000 tỷ đồng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023. Cùng với thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 8.900 tỷ đồng, đạt 66% dự toán và giảm 13% so với cùng kỳ. Chúng tôi cũng sẽ tập trung xây dựng kịch bản thu ngân sách để tham mưu cho lãnh đạo cục, chỉ đạo thu ngân sách các tháng cuối năm kịp thời. Nắm mắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh và những vướng mắc khó khăn của người nộp thuế, đặc biệt là các lĩnh vực như lọc dầu, thuốc lá, bia, xi măng. Các dự án đầu tư mới đi vào hoạt động trong năm 2023. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm trên địa bàn Thanh Hóa còn rất khó khăn do tác động khó lường từ tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Mặt khác, Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn có kế hoạch bảo dưỡng tổng thể nhà máy làm giảm thu ngân sách dự kiến từ 750 đến 800 tỷ đồng. Việc triển khai các chính sách giảm thuế, phí, tiền thuê đất sẽ tác động đến giảm thu ngân sách trên 1.400 tỷ đồng. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2023, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia tổ chức chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ 2023 để đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Theo đó, tổ chức cá nhân nhắn tin ủng hộ soạn theo cú pháp TALS gửi 1405. Cước phí mỗi tin nhắn là 20.000 đồng. Thời gian nhắn tin đến hết 24 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2023. Toàn bộ số tiền qua tin nhắn được sử dụng vào giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn. Thanh Hóa hiện có 23 chung cư, trong đó có 18 dự án nhà ở xã hội, phần lớn tập trung tại khu vực thành phố Thanh Hóa. Qua rà soát, kiểm tra mới đây của Sở Xây dựng, việc triển khai, vận hành các dự án chung cư, nhà ở xã hội đang có nhiều vi phạm. Từ đó cũng cho thấy những bất cập trong quản lý chung cư trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Hiện nay, nhiều chung cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có những vi phạm như không thành lập ban quản trị, không mở tài khoản phí bảo trì, chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng, đã cho dân vào ở. Một trong những nguyên nhân dẫn đến những vi phạm đó là do sự buông lỏng trong quản lý, giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Hậu quả là có những vi phạm kéo dài nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm.
khi lực lượng chức năng xử lý vi phạm lại tác động tới người mua nhà, phát sinh các vấn đề xã hội. Tức là trước khi mà ký cái hợp đồng mua bán nhà ấy, thì cũng đề nghị mong muốn là người dân là quan tâm các thủ tục pháp lý và quyền lợi của mình trong đấy, để đảm bảo khi mà phát sinh vấn đề gì thì đã có cái những cái quy định để bảo vệ người dân, người mua nhà. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư và khắc phục kịp thời các hạn chế, hiện nay Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đang rà soát toàn bộ dự án nhà chung cư trên địa bàn, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có chế tài xử phạt những dự án có vi phạm. Đồng thời, hướng dẫn chính quyền các địa phương, các tổ chức cá nhân triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở, đặc biệt là quy định về quản lý sử dụng, vận hành nhà chung cư. Hiện nay, nhiều nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Thanh Hóa được hình thành tại các nhà liền kề. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là khó khăn trong xử lý khắc phục nếu xảy ra sự cố. Cầu thang bộ trong nhà chưa được đóng vào buồng thang, bản thang bộ trong nhà chưa đủ 1,35m, chưa có lối thoát nạn thứ hai. Đây là những lỗi vi phạm thường gặp tại các nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Đa phần chủ các nhóm trẻ đều thuê các nhà liền kề cao tầng, do đó thiết kế cũng như thiết bị phòng cháy chữa cháy đều không đảm bảo theo quy định. Hoạt động giáo dục trong những tòa nhà khép kín chủ yếu là trẻ nhỏ và cán bộ giáo viên còn thiếu kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy nên nếu xảy ra cháy nổ sẽ khó khăn trong việc thoát nạn, cứu nạn. Những cái cơ sở này là tập trung nhiều ở nhà ống và không đủ cái lối thoát nạn. Cái bản vế thang nó sẽ không đảm bảo theo cái tiêu chuẩn. Bên cạnh đó thì là tại các cái cơ sở này là tập trung nhiều những cái chăn ga, gối đệm, quần áo trẻ em và đồ chơi. Đây là những cái chất mà nếu xảy ra cháy thì sản sinh ra cái khí CO là rất độc hại. Theo rà soát của Công an thành phố Thanh Hóa, trên địa bàn có gần 50 cơ sở mầm non tư thục, trong đó có 17 cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Sự cố không bao giờ có thể đoán trước, do đó bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, việc khắc phục vi phạm của các cơ sở, thì mỗi phụ huynh cần lựa chọn gửi con ở những cơ sở có đủ điều kiện đảm bảo về phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, cách đây không lâu, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã phản ánh về tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là vaccine dành cho trẻ em. Để đảm bảo mọi người dân tham gia tiêm chủng đúng lịch, không trì hoãn, không chậm trễ, thời gian qua các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước khắc phục khó khăn, đưa vaccine kịp thời đến với mọi người dân. Từ tháng 2 năm 2023 đến nay, tại tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ một số loại vaccine, đặc biệt là các loại vaccine dành cho trẻ em. Mỗi một tháng, tại Thanh Hóa có khoảng 15.000 trẻ bị tiêm không đúng lịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các địa phương, chỉ đạo các trạm y tế xã phường thị trấn trong tỉnh tiến hành rà soát, lập danh sách đối tượng trẻ đến lịch tiêm mà chưa được tiêm, để khi được phân bổ vaccine thì có thể tiêm bù, tiêm vết cho các cháu sớm nhất có thể. Đồng thời, để đảm bảo sớm ổn định nguồn vaccine trở lại, các đơn vị cũng đã xây dựng phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền, sớm có hướng tháo gỡ và khắc phục tình trạng này. Chúng tôi muốn khuyến cáo đối với các bậc phụ huynh, những người chăm sóc trẻ đây là chúng ta thường xuyên giữ cái mối liên hệ với các cơ sở y tế tại địa phương, ví dụ như là tại trạm y tế để chúng ta nắm bắt cái thông tin về tình hình tiêm chủng cũng như là cái công tác tổ chức tiêm chủng trong cái điều kiện là thiếu hụt vaccine hiện nay. Hiện nay thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cũng đang phối hợp với các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố rà soát và tiêm chủng bù mũi, tiêm vét cho các đối tượng trẻ em trong trường học. Tình trạng thiếu hụt vaccine cục bộ có thể còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Do đó, bên cạnh nỗ lực của các đơn vị chức năng, phụ huynh cũng nên chủ động theo dõi lịch tiêm để trẻ được tiêm chủng đủ liều, đúng lịch. Trong trường hợp cần thiết, có thể cân nhắc tới việc tiêm dịch vụ để có thể bảo vệ trẻ trước nguy cơ dịch bệnh. Công an thành phố Hà Nội cảnh báo trong thời gian gần đây, qua công tác giám định, phòng kỹ thuật hình sự đã phát hiện một số dạng ma túy cũ núp dưới lớp vỏ bọc là thực phẩm chức năng có công dụng làm đẹp da, chữa ung thư. Cụ thể, thời gian qua, cơ quan công an đã phát hiện một số loại thực phẩm chức năng làm đẹp da hay chữa ung thư, nhưng bên trong có chứa chất delta 9, tetrahydrocannabinol. Đây là chất ma túy có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Trước đó, Bộ Công an cũng đã cảnh báo các loại ma túy được đựng trong gói trà giảm cân, đông trùng hạ thảo, gói bột nước trái cây. Ma túy được vận chuyển về Việt Nam theo dạng hàng hóa xách tay. Sau đó, các đối tượng sẽ giao bán trên các shop online, các tụ điểm vui chơi giải trí, quán bar, pub và thậm chí được bán trong trường học để lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng ma túy.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.